Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Đọc thầm truyền thể phim Quang Uyên. Tác giả. Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ, trinh thám. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Đọc thầm. Quyển 3. Chương 28, Macbeth 28 âm thanh ấy như đến từ trong giấc mơ, quen thuộc khiến người ta run rẩy, trọn vẹn nỗi mong chờ kéo dài của hắn. Đôi mày phí độ cao lại chậm chậm giãn ra, giữa mùi thuốc thoang thoảng trong tưởng tượng, hắn mặc kệ cơn buồn ngủ không thể làm chủ, trước khi chìm vào giấc ngủ say, hắn còn suy nghĩ muốn nắm bàn tay che trên mắt tiếc rằng một tay cắm kim truyền dịch, một tay khác bị thạch cao bó chặt, tứ chi chẳng đủ dùng, đành phải thôi. Chỉ cần có ý thức tự chủ, là phí độ như một lần nữa cầm quyền trượng vận mệnh trong lòng hắn tựa hồ có một ngọn núi đá chấn thủ một phương, không một ngọn cỏ, không thể phá sập, cũng chẳng cần ý chí cầu sinh gì, tự nhiên có thể thuần thục dọn sạch suy nghĩ lung tung, cố hết sức phối hợp điều tiết cơ năng thân thì gần như suy kiệt, mỗi giấc ngủ đều là thời gian nạp điện, mỗi một ngày tỉnh lại, hắn đều đang bình phục thấy rõ. Đương nhiên, không thể không kể đến công chăm sóc của lạc sư huynh. Người này tự xưng là tới chăm sóc hắn, kỳ thực việc đứng đắn toàn là hộ lý người ta làm nhiệm vụ hàng ngày của Lạc Văn Chu chính là chạy đến chỗ hắn ăn ba bữa cơm, sau đó ăn không ngồi rồi dùng tivi trong phòng bệnh xem bóng đá và chương trình ẩm thực, nhìn thấy hắn kiệt sức chìm vào giấc ngủ mới chịu đi. Khiến người ta tức sôi máu nhất là, mỗi lần ăn cơm anh ta còn chuyên môn chạy đến đầu gió, để mùi canh sườn thổi qua không lãng phí tẹo nào, đồng thời, trên tivi độ nét cao đang chiếu quá trình làm bít tết từ sống đến chín. Xèo xèo thành tiếng tiếng màu mùi vị vây quanh phí độ như cương thi không nói chuyện được cũng không nhúc nhích được, có thể nói là bốn vị một thể, cho từ thân xác đến tâm linh hắn trải nghiệm một lần thế nào là lấy oán trả ơn. Phí độ đang truyền dịch dinh dưỡng im lặng nhìn Lạc Văn Chu chằm chằm. Lạc Văn Chu nhìn ánh mắt hắn, giống như chẳng mấy may nhận thấy sự lên án không lời, hãy còn phát biểu luận văn miệng, canh sườn mẹ tôi nấu thật khủng khiếp, hầm ra cái gì không biết, tôi đã bảo trình độ tương đối kém cỡ bà ấy thì nên chọn món thịt kho, mà không nghe, khăng khăng nói thịt kho không tốt, muốn hầm. Xem đi, thời gian nêm gia vị không đúng, lượng muối cũng không đúng, lửa càng đừng nói tới, cho mèo ăn tôi đoán mèo cũng phải đem chôn Sau đó phí độ trơ mắt nhìn anh ta vừa lại nhảy cằn nhằn vừa hút một hơi hết hơn nửa bát. Phí độ. Lạc Văn Chu nhìn hắn một lúc, giống như chợt hiểu điều gì, rất bị ổi nhô người ra phía trước, sao mỏi mắt nhìn tôi chầm chầm vậy, cậu muốn ăn à? Phí độ khẽ chớp mắt. Lạc Văn Chu không chút do so dự gặm nốt khúc xương cuối cùng, chờ lúc nào cậu có thể xưng, em, với tôi, tôi sẽ cho cậu chút lợi lộc. Phí độ. Kỳ thực hắn không hề có hứng thú gì với món canh sườn, chỉ cảm thấy nhìn Lạc Văn Chu rất thú vị, vị tiên sinh này một người ồn bằng trăm người, vừa vào đã làm phòng bệnh lạnh lẽo trống trải tràn đầy sức sống. Lạc Văn Chu phát sóng trực tiếp xong màn ăn cơm trước mặt hắn, cũng không mất công hộ lý, tự mình tập tễnh dọn bát đũa, sau đó như kẻ trộm thò đầu thoáng nhìn bên ngoài, Thấy nhân viên y tế tạm thời chưa trở về, mau chóng đóng cửa, chạy đến cạnh giường bệnh của Phí Độ, "Chúng ta làm một chút chuyện trái kỷ luật, cậu đừng có làm ầm lên." Phí Độ cúi xuống nhìn qua người mình, cảm thấy từ đầu đến chân mình thật sự chẳng có không gian gì để trái kỷ luật, vì thế khá chờ mong nhìn Lạc Văn Chu, muốn học tập sư huynh cách chơi hợp mốt. Sau đó, hắn nhìn thấy Lạc Văn Chu không biết lấy từ đâu ra một lọ mật nhỏ. Phí Độ mặt không biểu cảm nghĩ, "À, hắn thật sự không phải loại người một hai tháng không thể đánh chén thả cửa là thèm thuồng không chịu nổi. Im lặng, Lạc Văn Chu như phần tử phạm tội trao hàng ma túy, hạ giọng bảo phí độ, chỉ cho một hớp, không có hơn đâu. Nói xong, anh nhỏ vài giọt mật vào nắp lọ, lấy ít nước ấm hòa ra, rồi dùng tăm bông chấm một ít, cẩn thận bôi lên đôi môi không thấy tẹo máu nào của phí độ. Mặc dù cảm thấy trái kỷ luật mức độ này không phù hợp với chờ mong, Phí độ vẫn rất nề mặt liếm nhẹ một chút, nghĩ thầm, mật hoa hòe. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn quét qua người trước mắt Lạc Văn Chu tựa hồ hơi gầy, thương gân động cốt không phải ăn vài khúc xương là bù lại được, chân bị thương không dám chống đất, treo lủng lẳng ở đó, thế mà anh còn có thể giữ thăng bằng chính xác, dưới tay áo sơ mi sắn lên để lộ các vết chảy đã sắp khỏi hẳn, chỉ còn lại vài dấu mờ mờ, đến gần có thể ngửi thấy mùi xà phòng bị nhiệt độ cơ thể làm ấm phả ra từ ống tay áo cảm giác của làn da có nhiệt độ thế này nhất định cực kỳ tuyệt. Trong lòng phí độ tự dưng sinh ra một ý nghĩ như vậy, hắn khẽ nhắm mắt, im lặng chuyển sang thị giác của hạng y quan cầm thú, cảm thấy khuôn mặt tiêu tụy của Lạc Văn Chu lúc này nhìn vô cùng dụ dỗ. Dù rằng chủ tịch phí thân tàn trí dâm chỉ là một cương thi sống biết chớp mắt, vẫn không trở ngại hắn dùng ánh mắt quanh quần vài vòng ở vùng dưới cổ trên đầu gối Lạc Văn Chu, cảm giác chắc chắn ăn ngon hơn món canh sườn bị chê bai. Lạc Văn Chu cho uống nước rất chuyên tâm, sợ tâm bông chọc hắn đau, lại phải cẩn thận không để nước mật bôi khắp nơi, đút một nắp nước mật cơ hồ toát mồ hôi hột, chẳng có thời gian để ý ánh mắt sâu thẳm và xấu xa của giai cấp tư sản nào đó. Cậu nói cậu chắn làm gì? Cứ trốn kỹ sau đầu xe của mình đi, cùng lắm là xước ra thôi. Lạc Văn Chu vừa không hay biết gì đút nước cho hắn, vừa dịu giọng nói, không phải cậu chuyên nghề biến thái định mở, trung tâm huấn luyện giết người không để lại dấu vết, à? Sao còn lấn sân sang hoạt động xả thân cứu người rồi? Phí độ hơi nhét khóe miệng. Cười cái rắm, Lạc Văn Chu lại nói, tôi suýt nữa cho là kiệt tác của cậu phải thành thất truyền. Hai hôm trước đặc biệt nhờ người ta mua hộ cái khung ảnh, bây giờ đã lồng khung, chuẩn bị về sao treo ở đầu giường rồi. Phí độ thoạt đầu hơi nghi hoặc, không hiểu kiệt tác này là chỉ cái gì. Một hồi lâu hắn mới nghĩ ra trong buổi họp hôm ấy, hắn vẽ hai hình người trên sổ tay, nhân vật chính đều là Lạc Văn Chu. Một bức hình tượng áo mũ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, một bức khác tương đối thoải mái, mà cũng khá là tùy ý. Chỉ thắt một cái cà vạt. Bức trước bị đội trường Lạc Vĩ Đại đập lên ngực chính tác giả, bức sau thì bị anh xé luôn tại chỗ rồi. Phí độ không tự chủ được tưởng tượng cảnh bức tranh kia treo ở đầu giường, lập tức bái phục ba thước ra mặt của Lạc Văn Chu, hắn vô thức mím môi, một giọt nước liền chảy xuôi xuống theo môi lạc văn chu vội giơ tay chùi phí độ trùng hợp thế nào lại liếm một cái đầu lưỡi đụng phải tay anh hai người đồng thời sửng sốt sau đó không chờ lạc văn chu có phản ứng gì phí độ đã dứt khoát được một tấc muốn tiến một thước dùng đầu lưỡi cuốn đầu ngón tay anh không nhẹ không mảnh vẽ nửa vòng trên mé trong ngón tay lạc văn chu phí độ giống như chẳng có việc gì điềm nhiên thu lại thần thông trên lưỡi ung dung nhìn lạc văn chu Đôi mắt do so mấy ngày nay gầy xọn đi mà to hẳn ra hơi cong lên như cười như không, khóe mắt chứ ánh mắt kiểu chủ tịch phí Lạc Văn Chu từng vừa thấy là đau đầu. Mặc dù hắn chưa phát ra một tiếng nào, nhưng Lạc Văn Chu tự dưng từ ánh mắt hắn hiểu được lời tay này muốn nói, chờ lúc nào anh sưng, em, với tôi, tôi có thể đáp ứng, cho anh chút lợi lộc. Trong tất cả bệnh nhân bị thương nặng nằm bẹp, chỉ mỗi ngũ quan có thể làm động tác rất nhỏ trên thế giới. Phí độ có thể giành quán quân thế giới hạng mục lưu manh. Lạc Văn Chu nhất thời khinh địch, cảm thấy ngón tay bị hắn liếm hơi tê dại, càng nóng hơn, khó nhịn được nuốt nước bọt cậu. Lúc này, di động trong túi quần dung, Lạc Văn Chu. Chờ đó cho tôi. Đào nhiên bên kia không hiểu gì hết, hả? Chờ cái gì? Ông bây giờ không tiện nghe điện thoại à? Tôi không nói ông. Lạc Văn Chu bực dọc chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, nghĩ nghĩ không cam lòng lại vỗ nhẹ gáy phí độ, hôm nay có tiến triển gì rồi. Anh vừa bị đình chỉ công tác vừa nghỉ bệnh, thành thơi thoải mái trong bệnh viện, vậy mà còn có thể điều khiển tiến trình phá án của đội hình sự. Bọn tôi đã tìm được ghi chép biêu phẩm qua lại của đồng càn với bên nước ngoài, đào nhiên nói, chính là thời điểm khoản, tiền cọc, thứ nhất của Trịnh Khải Phong mới gửi tới, địa chỉ là điểm hối đoái của ngân hàng ngầm chỉ có xác rỗng ở nước ngoài kia, nội dung biêu phẩm là, hợp đồng, hiện tại, hợp đồng, chia hai bản này đã tìm được rồi đồng càn nặc danh gửi trong kho của đoàn xe, đồng nghiệp cũng không biết thứ trong hòm là ông ta gửi. Được sự đồng ý của nhân viên phụ trách bảo quản và các thành viên đoàn xe từng gửi đồ khác, bọn tôi đã kiểm tra kỹ càng hết lượt đồ của mọi người mới tìm được nó đây là một bản, hợp đồng đại diện đầu tư nước ngoài, viết bằng tiếng Anh, chắc đồng càn không hiểu đây là cái gì, nên để sót, không gửi chung cho đồng hiểu tình. Rất nhiều ngân hàng ngầm ở nước ngoài sẽ ngụy trang thành hiệu cầm đồ, điểm đổi tiền các kiểu, tiền mặt nguồn gốc bất hợp pháp qua tay nhiều lần trong mạng lưới ngầm của họ, cuối cùng lấy danh nghĩa tổ chức nào đó gửi vào ngân hàng, lại mượn danh đầu tư để đổi thành tài sản, vào ra mấy chuyến rửa xong, hợp pháp trở về tay chủ của nó. Để mưu sát Chu Tuấn Mậu, Trịnh Khải Phong đã trả tài xế xe tải đồng cần hai khoản tiền, khoản kết do phía cảnh sát bất ngờ tham gia, đánh rắn động cỏ, nên đành để giang dở. Nguồn gốc khoản đặt cọc thì hiện tại đã rõ khoản tiền này do công ty của Trịnh Khải Phong ở nước ngoài chuyển thông qua mạng ngân hàng ngầm rửa trắng, cả quá trình đã sắp đi xong rồi, nếu chuyện này không bại lộ, qua một thời gian không chừng đồng hiểu tình sẽ nhận được khoản tiền lời đầu tư bất ngờ này, không hay biết gì mà sống trong giàu có. Nhà đồng càn tuy không giàu nhưng cũng không hề nghèo, dân thường cẩn trọng chưa từng thấy số tiền lớn như vậy, có thấy thật cũng chưa chắc động lòng bởi vì biết đây là tiền bất nghĩa, và cơ bản cũng không biết dùng nhiều tiền như thế vào việc gì, không tạo ra lòng tham thực tế, vậy tại sao đồng càn chịu liều mạng? Lạc Văn Chu, trong tù gửi đồ nạc xanh kia còn gì không? Có ảnh vợ đồng càn khi còn sống và một hình nhân bằng giấy loại đốt cho người chết tư thế quỳ, trên gáy viết tên Chu Tuấn Mậu. Đào nhiên nói, bọn tôi tìm hết lượt các hiệu bán áo tang và vòng hoa gần đó, có một hiệu nhận ra hình nhân này, là đặt làm một tháng trước khi Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn, ông chủ còn lục ra, chữ ký và phương thức liên lạc quả thật là của đồng càn, vì tư thế quỳ của hình nhân này hết sức quỷ dị, chủ hiệu áo tang hoài nghi ông ta đang làm tà thuật gì, cho nên đặc biệt có ấn tượng, đặc trưng ngoại hình miêu tả cũng khớp. Tôi thử hoàn nguyên cả vụ án một chút vợ đồng càn 21 năm trước chết vì tai nạn giao thông, những năm qua ông ta một mình nuôi con gái lớn lên, vẫn không biết nguyên nhân cái chết thật sự của vợ, sau đó đột nhiên một ngày kia, một nhân viên truyền phát thần bí trong tình huống ông ta không mua bất cứ thứ gì tìm tới cửa, đưa một biêu phẩm thần bí bên trong tiết lộ nguyên nhân cái chết thật sự của vợ ông ta. Đồng càn giật mình, bắt đầu liên lạc với người thần bí này, ông ta làm bộ mua đồ trên mạng, nhiều lần mua trả, thực tế thông qua nhân viên chuyển phát ấy liên hệ với nhân vật thần bí sau lưng hắn, đối phương gửi chứng cứ cho Đồng Càn, lại còn đề nghị hợp tác. Đồng Càn không hề quan tâm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, quá trình lưu thông số tiền bẩn xuyên quốc gia đó quá phức tạp với ông ta, hẳn ông ta chỉ một lòng một dạ muốn báo thù, thậm chí chẳng có tâm trí tìm người phiên dịch sơ các bản hợp đồng tài chính dườm giả ấy. Suốt cả quá trình, Trịnh Khải Phong không lộ diện, còn hoàn mỹ ẩn mình khỏi vụ án năm xưa, thậm chí mua hung mưu sát Chu Tuấn Mậu, hẳn đều là lấy danh nghĩa Chu Hoài Cần đây là nguyên nhân vì sao đồng hiểu tình sau khi biết một phần chân tướng đã làm liều ám sát Chu Hoài Cần. Lạc Phan Chu, vậy biêu phẩm khi còn sống đồng càn tự gửi cho mình thì giải thích thế nào? Suy đoán là đồng càn gửi, đào nhiên nói, tuy rằng mục đích của đồng càn là báo thù, nhưng đằng sau dù sao cũng có một khoản tiền lớn như vậy, tương lai sẽ chuyển vào tài khoản con gái, nếu đồng hiểu tình không hay biết gì đến lúc đó có thể sẽ bị số tiền này dọa vỡ mật chỉ là ông ta không ngờ được tính cách đồng hiểu tình dữ dội như thế lạc văn chu vẫn cau mày vậy theo như ông nói đồng hiểu tình bị tông xe là ai làm ông nhớ camera của hàng xóm nhà họ không đào nhiên nói chính là cái quay được kẻ phóng hỏa ấy kỹ thuật viên của chúng ta phát hiện máy chủ của nhà lắp camera bị xâm nhập có người dám thị nhà đồng càn qua camera đó đọc thầm Quyển 3 chương 29 Macbeth 29 Hôm nhóm Hải Dương đến tìm đồng hiểu tình nói chuyện lần cuối cùng, cô ta đã lấy một biêu phẩm chuyển phát nhanh từ ngoài cửa. Đào nhiên nói, biêu in rất rõ, có thể nhìn thấy qua camera, là đồng càn tự gửi cho mình. Lạc Văn Chu nhìn phí độ một cái, nếu nói vừa rồi ánh mắt phí độ còn hơi uể oải thì lúc này là hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt chăm chú nhìn chiếc di động bật loa ngoài sắc bén hẳn lên. Lạc Văn Chu nói, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, thời gian Tiêu Hải Dương đến nhà họ Đồng lần cuối cùng, cách Chu Hoài cần bị đâm mấy ngày, tại sao kẻ tông chết Đồng hiểu tình không nhân lúc này ra tay? Bởi vì lúc ấy nhà Đồng hiểu tình liên tục có cánh phóng viên truyền thông trầu trực, cô ta lại trốn trong nhà suốt, vào nhà mưu sát quá nguy hiểm, hơn nữa không ai có thể xác định thứ Đồng cần gửi về nhà rốt cuộc là cái gì. Nếu Đồng cần gửi về chỉ là vài thứ đồ lặt vặt, họ tùy tiện hành động ngược lại đánh rắn động cỏ. Lạc Văn Chu không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt thản nhiên ưm một tiếng, ông nói tiếp đi. Ba ngày sau, đồng hiểu tình ra ngoài, trước tiên tiện đường đến tiệm mua hoa tươi, rồi lên xe buýt tới bệnh viện hàng ái, không ai biết trong giỏ của cô ta còn giấu một con dao, lúc ấy cô gái đó như một người nhà của tài xế gây tai nạn vô tội vô hại, ấy nấy đến thăm gia đình nạn nhân. Tôi cảm thấy khi đó kẻ theo dõi cũng không ngờ là cô ta có thể làm chuyện đâm người ngay trước đám đông. Lạc Văn Chu nghe vậy trầm mặc một lúc, sau đó nói, đồng hiểu tình sau khi nhận được biêu phẩm đồng càn gửi về nhà, một mình trải qua ba ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn báo thù. Con người dưới sự kích động nhất thời, cái gì cũng làm được, nhưng kích động suy cho cùng chỉ có nhất thời, biến cố tài trời cũng không thể khiến người ta kích động tới ba ngày, trong ba ngày này, đồng hiểu tình ở một mình đã làm những gì. Có thể cô đang vắt óc phán đoán tin tức trong biêu phẩm là thật hay giả, cũng có thể là đang tính kế trả thù người nhà họ Chu. Cô có phương thức liên lạc của Tiêu Hải Dương, cũng có thể gọi 110 bất cứ lúc nào. Cô có từng trần trừ không? Có chốc lát lấy di động ra bấm một dãy số, muốn giao tất cả trong tay cho cảnh sát, chờ xã hội cho mình một kết quả không bất luận cha cô là nạn nhân hay hung thủ giết người. Phí độ hơi chầy chật gập cánh tay truyền dịch, dùng các ngón tay gõ khẽ và có tiết tấu lên thành giường bệnh, bị Lạc Văn Chu nắm lấy đừng lộn xộn, Lạc Văn Chu thấp giọng nói, tôi không làm điệp viên, không có khả năng nghe dịch mật mã Morse đâu. Đào nhiên mất một lúc mới ý thức được anh đang nói chuyện với ai, vội hỏi, ông đang bật loa ngoài à? Tôi còn thắc mắc sao lại có tiếng vọng là phí độ ở bên cạnh ông hả? Phí độ, tỉnh rồi hả em? Hôm nay cảm thấy thế nào? Bữa trước bọn anh đến thăm em còn chưa tỉnh táo lắm, nhìn thấy trái cây anh mua cho em chưa? Tiểu Kiều còn mang một con gấu đến cho em đó quá nửa trái cây đã vào bụng thùng cơm Lạc Văn Chu, gấu thì bị Lạc Văn Chu ngứa tay dùng túi đựng trái cây bọc đầu lại, làm tạo hình dơ cao hai chân dán sát góc phòng, hẳn là một con gấu mới cướp ngân hàng xong liền bị cảnh sát tóm, tạo hình tương đối chuẩn. Đào nhiên nói, hôm đó thật là hù chết bọn anh, em không biết đâu, lão Lạc cũng. Lạc Văn Chu phản ứng nhanh như chớp, nghe một âm đã dự cảm được đào miệng rộng sẽ nói gì tiếp, quả quyết cắt ngang, cậu ta còn chưa thể nói chuyện, cũng chưa thể ăn, trái cây hiếu kính tôi hết rồi được rồi đừng thừa lời nữa, mau nói chuyện nghiêm túc đi, căn cứ cho phỏng đoán của ông là gì. Nhà đồng hiểu tình cũng không phải ở núi thẳm rừng ra gì, nếu cô ta vừa ra khỏi cửa đã bị theo dõi, tại sao hôm đó không tra ra. Sự chú ý của đồng chí đào nhiên tính nghiệp này giống như la bàn, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải nhiễu loạn, song đầy nhẹ là có thể tự động tập trung về công việc. Bị Lạc Văn Chu cắt ngang, anh lập tức quên chuyện mình vừa định tiết lộ, vội vàng nghiêm túc lại, bởi vì trọng điểm điều tra ngay từ đầu đã sai rồi sau khi đồng hiểu tình ra cửa. Trên đoạn đường từ nhà đến tiệm hoa có khoảng mười mấy camera, trong đó có tám quay được cô ta. Cô ta sau đó lên xe buýt ở chỗ cách tiệm hoa 50 mét, đến bệnh viện hàng ái lúc ấy chúng ta tập trung trọng điểm vào tám ống kính quay được đồng hiểu tình. Hành khách lên xe cùng chạm và các xe bám đuôi xe buýt, kết quả là không thu hoạch được gì. Lạc Văn Chu nhíu mày, chốc chốc xoa nắn kẽ ngón tay lạnh lẽo khô giáo của phí độ sau đó bọn tôi thu thập manh mối và camera dân dụng quanh khu vực tiệm hoa, thời điểm tra đợt thứ hai, phát hiện một kỵ hành giả. Kỵ hành giả đại khái là những người chơi xe đạp xỉn như xe đua này nọ. Lạc Văn Chu không nghe rõ, kỵ hành, chính là những người đi xe đạp, toàn thân bịt kín không lộ một chút ra. Đúng, người đi xe đạp này bị camera ở cửa hông một hiệu sách quay được, lúc ấy giống như nghỉ ngơi ven đường, mặt bịt rất kín, còn đeo kính dâm, Cách chạm đồng hiểu tình chờ xe buýt chỉ không đến 100 mét, sau đó người này đi đường tắt tới chạm tiếp theo mà xe đồng hiểu tình đang ngồi sẽ đi ngang qua, xếp xe lại lên xe buýt, chỉ ngồi hai chạm lại xuống, trong lúc này không tiếp xúc với đồng hiểu tình, cho nên ban đầu chúng ta không chú ý tới hắn. Liệu có phải là trùng hợp không? Lạc Văn Chu nói, có thể người này vốn không muốn ngồi xe, vừa vặn đạp mệt mà thôi, không thể vì người ta chống nắng mà hoài nghi chứ. Không phải trùng hợp, đào nhiên rất khẳng định bởi vì chiếc xe bị mất trộm tông chết đồng hiểu tình vừa vặn bám đuôi xe buýt cô ta ngồi từ trạm hắn xuống đến trạm kế tiếp. Sau khi phát hiện vấn đề này, bọn tôi lại quay về cha xung quanh nhà đồng hiểu tình có ba ống kính quay được hắn, bọn tôi vẽ ra tuyến đường đại khái của người này, phát hiện hắn gần như bám theo đồng hiểu tình suốt dọc đường, hắn đạp xe hơi nhanh hơn đi bộ nên đã cố ý đi vòng đường nhỏ không ít, hoàn toàn tránh camera là không thực tế, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận tránh camera có thể quay được đồng hiểu tình kẻ theo dõi không xuất hiện trong cùng một ống kính với đồng hiểu tình, tránh lên xuống xe cùng chạm, giảm thấp nhất nguy cơ cảnh sát chú ý tới hắn. Mà cho dù thật sự xui xẻo, cảnh sát vẫn chú ý tới hắn, cách ăn mặc kín bưng của kỵ hành giả cũng sẽ giúp hắn rất khó bị nhận ra. Người này chuyên nghiệp, cẩn thận, ý thức phản trinh sát như từng được huấn luyện. Kỵ hành giả phụ trách theo dõi nửa đầu, hung thủ trộm xe theo dõi nửa sau, nếu đồng hiểu tình ngoan ngoãn tặng hoa xong rồi đi, tay trộm xe sẽ chạy lấy người trước khi chủ xe báo cảnh sát, không ngờ cô ta lại đâm Chu Hoài Cần. Nếu Trịnh Khải Phong cố ý mượn danh Chu Hoài Cần tiếp xúc với đồng càn, vậy tích tắc khi biết Chu Hoài Cần bị đâm, lão sẽ hiểu, chắc chắn đồng hiểu tình đã biết chuyện gì, biêu phẩm đồng càn gửi cô ta nhất định có vấn đề, bởi vậy quyết đoán diệt khẩu. Chứng cứ thêm chốt, Lạc Văn Chu thở dài, đào nhiên, chắp phá ra ngọn nguồn một việc là không được, chúng ta cần chứng cứ thêm chốt. Rất khó giọng đào nhiên khó tránh khỏi hơi mệt mỏi. Trịnh Khải Phong cháy đen cả người rồi bây giờ các dấu vết chỉ có thể chứng minh đám Trịnh Khải Phong Dương Ba không thoát được can hệ với loạt vụ án này đại bản doanh của Chu Thị ở nước ngoài. Đó không phải địa bàn của chúng ta, chúng ta không thể nói cha là cha. Mấy hôm trước nếu không phải vừa vặn bắt được đám tay đấm của Trịnh Khải Phong, lại thêm ngân hàng ngầm truyền tiền thay Trịnh Khải Phong bỏ trốn, có thể ngay cả giao dịch giữa Đồng Càn và Trịnh Khải Phong chúng ta cũng không tra được. Tôi biết, Lạc Văn Chu nói, trong khoảng thời gian này vất vả mọi người rồi. Lúc này, phí độ đột nhiên dãy nhẹ, rút ngón tay hơi không nghe lời khỏi tay Lạc Văn Chu, viết lên lòng bàn tay anh, chờ một thời gian. Chữ gian phần bên phải còn chưa viết xong, Lạc Văn Chu đã hiểu ý hắn, lại lần nữa bắt lấy ngón tay hắn, dặn đào nhiên vài câu rồi cúp máy, vỗ nhẹ đùi phí độ, một sinh viên dự tính như cậu, sao cứ muốn phát biểu ý kiến thế. Dám làm bung kim tôi đánh cậu đấy chỗ duy nhất có thể biểu đạt cũng bị anh nắm không thể động đẩy, phí độ đành phải nhìn anh đầy bất đắc dĩ. Đợi một thời gian nữa, Lạc Văn Chu nói, tôi biết, tuy rằng Trịnh Khải Phong chết rồi, nhưng một vụ án kéo dài qua nhiều năm, có nhiều ân oán tình thù như vậy, chứng cứ xuất hiện quá nhanh và quá tập trung, có vẻ không được tự nhiên lắm, đúng không? Phí độ chấp mắt một cái. Tôi có một cảm giác, Lạc Văn Chu đột nhiên nói, về vụ án này, cậu biết nhiều hơn tất cả chúng tôi phí độ lẳng lặng nhìn lại anh lạc văn chu nắm ngón tay hắn lần trước cậu bảo tôi dùng thông tin riêng tư để trao đổi lần sau lại bảo tôi đổi bằng cái gì đây phí độ ấn lòng bàn tay anh lạc văn chu hơi buông lỏng ra để hắn viết chữ chẳng biết có phải phí độ cố ý hay không mỗi một nét đều kéo rất dài móng tay được chăm chút hết sức tỉ mỉ cắt ngay ngắn gọn gàng không nhẹ không mạnh lướt qua chỉ tay anh cho lạc văn chu đọc chữ thứ nhất hắn viết cho cậu cái gì?" Phí Độ viết ba nét ngang dọc trong lòng bàn tay anh. Lạc Văn Chu nhìn chằm chằm bàn tay mình một lúc lâu giống như không biết chữ, đôi lông mày biểu cảm phong phú lên xuống một lát. Sau đó anh cười phi một tiếng, lắc đầu, dùng ngón tay búng nhẹ mặt Phí Độ, "Bảo bối đang nằm mơ đó à?" Phí Độ nhìn anh như cười như không. Lạc Văn Chu chống tay hai bên gối, cúi xuống nhìn hắn, cực kỳ cẩn thận tránh bà vai bị thương, cúi đầu chạm nhẹ môi hắn quả thật cũng đến giờ cậu nên nằm mơ rồi. Ngủ đi, ngủ dậy tôi ăn tối với cậu. Nói xong, anh dám chăn cho phí độ, tắt tivi, kéo màn, lại ra ngoài dặn hộ lý chờ ở cửa vài câu, rồi cầm gậy thong thả đi. Thời gian Lạc Văn Chu đến quấy giày hắn mỗi ngày đều cố định, dựa theo trạng thái tinh thần của phí độ giúp hắn xây dựng giờ giấc nghỉ ngơi cố định, tránh để hắn không biết ngày đêm. Sau vài hôm, phí độ cơ hồ bị anh bồi dưỡng ra phản xá có điều kiện, vừa thấy anh kéo màn rời khỏi là tự động buồn ngủ díp mắt lại, nhưng không biết có phải bị cú điện thoại của đào nhiên làm tỉnh táo hay không, hắn đột nhiên không ngủ được. Ánh mắt lạnh nhạt của Trịnh Khải Phong, khuôn mặt hoảng hốt của Dương Ba, vành mắt đỏ hoe của Chu Hoài Cần, máu đẫm khắp người Chu Hoài Tín. Mọi người cùng lờn vờn trước mắt hắn không chịu đi. Hắn chăm chú nhìn góc bóng lưng Lạc Văn Chu biến mất, hộ lý đi vào điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho hắn. Phí độ khe khẽ thở ra một hơi, cảm thấy hơi lạnh. Nửa tháng sau, Lạc Văn Chu lại được phục chức trở về cục công an, ngày kế sau khi anh một lần nữa tiếp nhận vụ án nhà họ Chu, tổng đài nhận được một cú điện thoại báo án. Đọc thầm. Quyển 3. Chương 30, Macbeth 30. Đồn công an trên đường Bình An, khu Bình An, thành phố Yến Thành nhận được tin từ tổng đài truyền đến ở một khu nhà trọ rất cũ trong khu vực, vốn là nơi vừa ở vừa kinh doanh, lâu năm không sơn sửa lại tiền thuê và giá bán đều rất rẻ, rất được người xứ khác và khách thuê ham rẻ hoan nghênh. Rất nhiều người đến rồi đi, thành phần dân cư cực kỳ phức tạp, dăm ba hôm lại xảy ra mâu thuẫn. Có một hộ dân mấy ngày liền người thấy mùi hôi khó tả được, vừa vặn trong nhà có thai phụ, không chịu nổi mùi hôi thối. Người nhà nhận ra mùi hôi đến từ hàng xóm, bèn sang nói chuyện, mà nhà kia trước sau không ai ra mở cửa. Gia đình thai phụ lại tìm bên quản lý nhà tương đương với không tồn tại, Cha thử mới phát hiện đó là phòng cho thuê, khách thuê không để lại phương thức liên lạc, số di động của chủ nhà thì đã thôi dùng từ lâu. Gia đình thai phụ phẫn nộ cho rằng bên quản lý làm ăn tắc trách, muốn phá cửa nhà hàng xóm, hai bên đánh nhau, cuối cùng kinh động đồn công an. Đồn công an trên đường Bình An phái đến hai công an kỳ cựu có kinh nghiệm chuyên hòa giải mâu thuẫn láng giềng, vừa đến nơi, còn chưa kịp triển khai kỹ năng hòa giải, cửa nhà trọ cũ lại trúng một cú Phật Sơn vô ảnh cước của người nhà thai phụ, trong lúc mấu chốt này khéo thế nào mà kéo kẹt một tiếng gãy trục cửa, ô hô thương thay. Mùi hồi thôi có thể đi làm khách mời cho chương trình nguy cơ sinh hóa như được tháo phong ấn, suýt nữa làm mấy vị ở cửa ngất xỉu. Viên công an lớn tuổi hơn cảm thấy mùi này quen quen, đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, quát không cho mọi người vào, bản thân lấy ủng và gậy cảnh sát vào cẩn thận kiểm tra một vòng, cuối cùng mở cửa tủ lạnh. Ba tiếng sau, xe cảnh sát trên cục chiếm khoảng đất trống trước khu nhà trọ mặc dù vẫn còn thọt nhưng hiển nhiên lạc văn chu đã quen chung sống hòa bình với cái chân thứ ba theo bản thân anh nói thì bây giờ anh leo nóc lật ngói xuống đất bắt trộm đều không thành vấn đề ra hiện trường càng là chuyện nhỏ như con thỏ anh đeo ngang gậy sau lưng hệt như đeo thanh kiếm lớn trong game dùng động tác kim kê độc lập độ khó cao đứng vững vàng trước tủ lạnh nhô người quan sát vị nhân huynh bên trong trong tủ lạnh có một xác chết nam mùa đông năm nay lạnh sớm các khu huyện của Yến Thành lũ lượt cung cấp hơi ấm sớm, nhà này do không ai đóng tiền nên đã bị cắt điện từ hơn nửa tháng trước. Hơi ấm đến sớm tuyết thượng ra xương cho cái tủ lạnh đã ngừng làm lạnh, nhiệt độ tăng vọt lên, xác chết bị nhét bên trong và vi khuẩn trùng loại đa dạng làm một cuộc gặp thế kỷ, sinh ra phản ứng sinh hóa kỳ diệu. Làng Kiều vốn định đi theo đỡ Lạc Văn Chu, nhưng cố gắng nửa phút suýt nữa bị sốc, đành phải lâm trận tháo chạy, lao ra cửa la lên, xếp à, anh bị viêm mũi đúng không? một cảnh sát quen thuộc nhà bếp trong công việc và cuộc sống có sinh vật nát bét kiểu nào mà chưa thấy em bớt làm quá đi lạc văn chu không hề quay đầu lại nói như thế kế đó vẫy tay gọi đội pháp y được rồi tôi xem xong rồi khiêng đi đi đội trưởng lạc đào nhiên đưa cho anh một bìa đựng hồ sơ ông xem nó được phát hiện bên dưới cái gối trên giường xếp của nạn nhân lạc văn chu đeo bao tay nhận lấy đó là một bìa đựng hồ sơ rất thường thấy kẹp mấy tờ giấy mỏng trên mỗi tờ giấy đều dán một tấm ảnh, bên cạnh là các thông tin cơ bản của người trên ảnh như họ tên, giới tính, địa chỉ nhà, góc ghi chú rõ ngày và một con số không biết ý nghĩa. Một số là in, một số viết tay, bản viết tay nét chữ rất đậm, liên tục viết sai. Ảnh Đồng Hiểu Tình bỗng nhiên xuất hiện trong danh sách ngay trang đầu tiên, bị dùng bút đỏ đánh dấu chéo. Chính vì nó, vụ án này mới lập tức chuyển lên cục một cảnh sát hình sự bên cạnh thò đầu nhìn sao chữ giống học sinh tiểu học viết vậy còn là một học sinh tiểu học trổ mã quá mức sống bằng nghề giết người đào nhiên nhìn quanh nhà một vòng nhà này là kiểu nhà mở trừ phòng vệ sinh ra thì chỉ có một phòng không chia phòng khách phòng ngủ hoàn cảnh cực kỳ đơn sơ một cái tủ lạnh trở thành tủ giấu xác một cái sofa bẩn đến không nhận ra màu một cái ghế nhựa ba chân một cái bàn trà thấp một cái tủ tường kiểu cũ một cái tivi bám bụi và một cái giường xếp đơn giản, đây là tất cả đồ dùng trong nhà. Trên sofa chất ít sách báo đồi trụy đã lật nhau, một bộ bài poker và mấy viên xúc sắc đổ thủy ngân. Góc nhà chất một đống chai bia và hộp cơm loại dùng một lần đã sử dụng, hộp cơm tự làm nóng cũng thối rồi, chẳng qua so với chủ nhà thì vẫn chưa bỏ bèn gì. Trong vali hành lý phía dưới tủ tường ngoài quần áo ra còn có không ít phương tiện gây án, bao tay cao su, mũ trùm đầu, ủng đi mưa, áo mưa, dao bị cấm, búa sắt, gậy sắt, súng bắn điện và vài công cụ mở khóa thường thấy. Chính giữa có mấy sắp tiền mặt 100 đồng xếp gọn, khoảng mười mấy vạn, làm thành một vòng, cúng một pho tượng Phật bằng sứ mặt mũi hiền lành. Làng mắt to, không phải em thích, Lê Ông, à. Lạc Văn Chu bảo Lam Kiều, đây là, Lê Ông, sinh ra ở khu vực chúng ta đó, mau tới chiêm ngưỡng đi. Lê Ông là nhân vật trong phim The Professional một sát thủ mù chữ. Nể anh là sếp, em có thể vờ không nghe thấy câu vừa rồi, lang Kiều u ám nói, thề không đội trời chung với kẻ bôi nhỏ nam thần của em. Lạc Văn Chu cười diễu cô nàng con buôn ngay cả nam thần cũng không dám bảo vệ này một tiếng, kế đó quay sang tiêu Hải Dương, người này danh tính thế nào. Đây là chứng minh thư trong ví của hắn, Vương Tân Thành, nam, 39 tuổi, nhưng em vừa tra trên mạng rồi, giấy tờ này là giả ảnh và thông tin không khớp nhau tiêu hải dương đưa giấy chứng minh giống như thật cho lạc văn chu người đàn ông trên ảnh để tóc hối cua mặt mũi bình thường đôi mắt trừng thẳng người đối diện có lẽ là do tác dụng tâm lý trông hắn vô cùng hung hãn và ác độc mấy kẻ cần dùng giấy tờ giả bình thường đều có tiền án rất có khả năng là đào phạm lạc văn chu nói em vào kho thông tin đối chiếu xem tiêu hải dương vội vàng vâng một tiếng đội trưởng lạc trong tủ tường tổng cộng có 12 vạn đồng chẵn, Đào Nhiên nhanh chóng đếm xong số tiền mặt cúng Phật, số tiền mặt viết bên cạnh ngày tháng trên trang tư liệu của Đồng Hiểu Tình chính là số này, hẳn là tiền mua mạng cô ta. Ngày tháng trên hóa đơn giao cơm cuối cùng trong đống rác là một ngày trước khi Đồng Hiểu Tình chết, nếu đây là hung thủ tông chết Đồng Hiểu Tình, thế rất có khả năng hắn vừa lấy được tiền thì đã chết. Hạng liều mạng này đều là sáng nay có rượu sáng nay say, cho dù cúng Phật, chắc chắn cũng chỉ được một đêm thôi vừa diệt khẩu xong lại bị người ta diệt. Lạc Văn Chu thở dài, hơn một tháng rồi, chỉ mong camera khu bình an lưu lại còn chưa kịp xóa. Ông đi tra xem, không có thì thử thu thập camera dân dụng quanh đây. Chắc chắn sẽ có manh mối thôi. Đào nhiên nhận ra anh có ẩn ý, ngẩng lên nhìn Lạc Văn Chu, Lạc Văn Chu lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa dừng ở hung khí trong tủ tường kiểu dáng mũ trùm đầu và bao tay cao su quen thuộc như thế. Thậm chí anh vừa nhìn đã nhận ra, đây là trang phục lúc ấy tên hung thủ anh gặp thoáng qua trên chiếc xe vỡ nát kính trước mặt. Lạc Văn Chu dùng gậy gõ nhẹ nền nhà, chậm rãi ra khỏi hiện trường nồng nặc mùi hôi, trong lòng có sự cảm sợ rằng đây chính là chứng cứ mấu chốt bấy lâu nay họ vẫn chờ đợi. Lời Lạc Văn Chu nói cứ như tiên tri vậy. Vài ngày sau, Tiêu Hải Dương thông qua ADN và ảnh, tìm được danh tính thật sự của Vương Tân Thành từ kho dữ liệu tội phạm truy nã. Kẻ này vốn tên Vương Lịch, là tài xế đường dài, do nghiện cờ bạc mắc nợ, bí quá hóa liều, chém chết cả nhà chủ nợ, sau đó bỏ trốn ngay trong đêm, bị cảnh sát địa phương truy nã, không ngờ từ đây lại chuyển sang làm nghề không cần vốn. Pháp y chứng thực, Vương Lịch chết do trúng độc, dạ dày còn bia, phỏng đoán là hắn trong tình huống không hề cảnh giác đã uống bia bỏ thuốc độc mạnh, trên nền nhà có chất độc và bia sót lại, chắc hẳn là khi chất độc phát tác nạn nhân đã giãy dụa làm đổ chai bia nhưng tại hiện trường không thể tìm được chai bia từng tiếp xúc với thuốc độc. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện một cái ấm đun nước trong nhà vương lịch, nước còn nửa ấm, song nhà hắn không hề có chai bình nào đựng được nước nóng. Nói cách khác, lúc ấy kẻ nào đó đã gõ cửa nhà vương lịch, rất có khả năng là mang tiền tới, nên được tiếp đón niềm nở, vương lịch không chỉ uống bia hạ độc, thậm chí còn rót một ly nước nóng cho hắn. Người này bưng ly, lạnh lùng nhìn tên sát thủ ngu xuẩn chúng độc ngã xuống, bất lực dẫy ruộng, cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Sau đó hắn nhét xác chết vào tủ lạnh làm thế thời gian xác chết bị phát hiện sẽ kéo dài, rất nhiều chứng cứ đều chôn vùi theo thời gian rồi đem chai bia có độc và cái ly mình đã chạm vào đi xử lý, không để lại dấu vết gì, chờ đến khi xác chết bị phát hiện, bản thân đã kim tiền thoát xác từ lâu. Hoàn hảo! Nếu không phải tên ngu xuẩn vương lịch này bỏ một tờ hóa đơn dưới gối, và cái ly xứ xui xẻo hắn dùng còn có nắp, ly khi Vương lịch chúng độc rẫy rủa đã lăn xuống sàn cùng chai bia món hàng rẻ tiền này chất lượng kém rơi xuống bị vỡ Mặc dù kẻ hạ độc cẩn thận mang mảnh vỡ đi tiếc rằng đi quá gấp không phát hiện bên dưới sofa còn một mảnh trên đó vừa vặn có dấu vân tay Trịnh Khải Phong đến đây thì tất cả chứng cứ đều đâu vào đấy tự mình thông thả xếp thành một đội đi tới trước mặt cảnh sát như có một bàn tay vô hình đang sâu chuỗi tiền căn hậu quả vậy Bắt đầu từ 38 năm trước mưu sát Chu Nhã Hậu, Trịnh Khải Phong và Chu Tuấn Mậu đã hoàn thành việc tích lũy nguồn vốn ban đầu nồng mùi máu tươi. 21 năm trước, Chu Thị Tiến Quân về nước, giờ lại cho cũ, trong quá trình này, vợ chồng Đồng Càn vô tội bị liên lụy. Đồng Càn đau nỗi đau mất người thân, nhưng vẫn chẳng hay biết gì, trải qua cuộc sống bình thường trong sự đau khổ không thể làm gì được, song tên của ông ta đã bị ma quỷ ghi vào sổ. Từ sau đó, Trịnh Khải Phong và Chu Tuấn Mậu rốt cuộc qua giai đoạn đồng tâm hiệp lực của Cộng sự Vàng, bắt đầu đồng sàng dị mộng. Đến bây giờ, có lẽ là thời cơ chín mùi, hoặc hai người rốt cuộc tiến vào giai đoạn gà nhà bôi mặt đá nhau, Trịnh Khải Phong lại lôi ra phục bút từ 21 năm trước, lợi dụng dương ba tự cho là con riêng của Chu Tuấn Mậu, nội ứng ngoại hợp, tông chết người đứng đầu Chu Thị vẻ vang một đời. Cái chết của Chu Tuấn Mậu như một hòn đá giấy lên ngàn tầng sóng, để các thái tử thật giả ôm âm mưu riêng nối nhau lên sàn diễn một vở hài kịch, vốn tưởng rằng có thể chậm rãi thu lưới, không ngờ con dao giết người đồng càn này lại bại lộ. Đồng hiểu tình ám sát Chu Hoài Cần, Mộ thương Chu Hoài Tín, hung thủ khẩn cấp diệt khẩu, cảnh sát cùng ngày hôm ấy tái thẩm Chu Hoài Cần. Giống như là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, bí mật 21 năm trước ngoài ý muốn bị lộ ra dưới ánh mặt trời. Trịnh Khải Phong nghe tin bỏ chạy, cầm tiền mặt đến gõ cửa nhà hung thủ sát hại đồng hiểu tình dùng một ly kịch độc mưu sát kẻ mưu sát tiếp đó lão đi đón dương ba muốn đào tàu không ngờ ở dưới lầu khách sạn ngoài ý muốn bị cảnh sát phục kích trịnh khải phong cùng đường dùng đến thủ đoạn cuối cùng chết chung từ đồng tâm hiệp lực đến chết chung chỉ cần bốn bước không ngờ giữa cộng sự bình thường là lưu trình này mà cộng sự không bình thường cũng chẳng thể ngoại lệ theo xác vương lịch bị phát hiện tất cả đương sự quan trọng đều đã chết những việc nhỏ không đáng kể chẳng hạn như nhân viên chuyển phát thần bí giao biêu phẩm cho đồng càn là ai, kỵ hành giả theo dõi đồng hiểu tình là ai, tên bại não phóng hỏa đốt nhà đồng hiểu tình chưa nói, còn gửi tin nhắn khiêu khích cảnh sát là ai, giờ đã chết hết chẳng còn ai để đối chứng, đành phải nhất loạt gọi là lính của Trịnh Khải Phong như đám vệ sĩ riêng hôm đó bắt trên xe lão. Vẽ một lá bùa rừng cho sáu mạng người nặng trình trịch này. Sáu mạng người như sáu ngọn núi băng, Đồng thời đâm vào chu thị con thuyền Titanic đa quốc gia này, mưu sát, rửa tiền, phạm tội xuyên quốc gia. Một truyền kỳ của thời đại đối mặt với trời chiều, thảm đạm chìm nghìm trong biển cả thời đại. Phí độ tắt chế độ loa ngoài, nói với đào nhiên đầu dây bên kia đang cho hắn biết tiến độ vụ án, cảm ơn anh, em biết rồi. Sau một tháng, phí độ rốt cuộc từ toàn thân bất thoại tiến hóa lên bán thân bất thoại, mặc dù đứng thẳng đi lại còn tương đối thành vấn đề song ít nhất đã có thể ngồi dậy nói vài câu. Hộ lý bị đuổi đi, phí độ ở trong bệnh viện tiếp một vị khách tới thăm chu hoài cần trông còn thảm hại hơn phí độ suýt bị nổ tan xác, ngồi cứng đờ bên cạnh, nghe xong tiền căn hậu quả anh ta ngồi thử ra đó, một lúc lâu không nói gì. Đại khai chính là như vậy, phí độ ngồi trên xe lăn, nửa người trên đổ về trước, chu tiên sinh, có thể câu này anh đã nghe chán rồi, tôi vẫn lặp lại lần nữa, hãy bớt đau buồn. Chu Hoài cần nhắm chặt mắt. Ánh mắt phí độ xuyên qua thấu kính không gỏng, bình thần lột ra rút xương Chu Hoài cần một phen, kỳ thực tôi có một điểm không hiểu lắm, tại sao Trịnh Khải Phong phải dùng đòn sát thủ với ông nhà anh vào lúc này. Chu, Chu Hoài cần mở miệng, giọng rất khàn, liền vội vàng hắng giọng, Chu Tuấn Mậu mấy năm nay thân thể vẫn rất khỏe mạnh, nhưng năm ngoái khi kiểm tra sức khỏe phát hiện ngực có một bóng đen, tuy rằng sau đó chứng minh là sợ bóng sợ gió, vẫn hơi tạo thành đà kích cho ông ta, một hai năm gần đây ông ta rất nhiều lần nhắc tới chuyện lập di trúc hẳn Hoài Tín đã nói với anh rồi. Khi báo cảnh sát quả thật Chu Hoài Tín đã líu ríu nói qua, phí độ khẽ gật đầu. Chu Hoài cần cười khổ, ông ta không nhận tôi, sẽ không để lại cho tôi một xu, di sản đương nhiên do Hoài Tín thừa kế. Hoài Tín thì anh cũng biết, khá khôn vặt, nhưng không giỏi thay ca đặc biệt là không tiếp quản được công việc dở đen dở trắng này anh ta không cần nói tiếp thì phí độ đã hiểu Chu Tuấn Mậu đến cuối đời rốt cuộc nhớ ra mình còn một đứa con không nên thân, cũng biết hắn tuyệt đối không khống chế được Chu thị phức tạp này, cho nên muốn giúp Chu Hoài Tín dọn dẹp sơ qua sản nghiệp, dần dần rời khỏi một số lĩnh vực không hợp pháp lắm. Ông ta đã phản bội Trịnh Khải Phong cùng bò ra khỏi vũng bùn với mình. Chu Hoài cần cúi đầu lau mắt, đứng dậy chào từ biệt, cảm ơn chủ tịch phí, tôi sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa phí độ cắt ngang, Chu tiên sinh sau này có dự định gì không? Chu Hoài Cần cười khổ, không hẳn là dự định, tôi còn phải quay về phối hợp với các anh điều tra Chu Thị đã. Anh không có quyền quyết định, cũng không tham dự, xét một cách nghiêm túc còn là một trong các nạn nhân, phí độ nói, yên tâm đi, trong tình huống bình thường sẽ không liên lụy đến anh đâu. Chu Hoài Cần, nhờ vào các môn của anh, cảm ơn. Nhưng tôi còn vài điều nghi hoặc, Phí độ dùng tay không bị thương gõ nhẹ tay vịn xe lăn, nhìn Chu Hoài Cần từ dưới lên trên, anh Chu tôi gọi thế anh không để ý chứ. Tôi đột nhiên cảm thấy hai anh em anh, nhà anh. Bản thân cha anh, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ việc Chu Tuấn Mậu trong tình huống chưa dám định ADN, tự dưng cho rằng anh không phải là con ruột, chuyện này tôi nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Chu Hoài Cần ngớ ra. Ngoài ra, trong vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, không nói các chi tiết nhỏ, tôi chỉ nói điều tôi cảm thấy khó tin nhất anh Chu. Anh biết Trịnh Khải Phong từ bé, anh cảm thấy lão sẽ là loại liệt sĩ, cùng đường liền tự nổ chết mình sao? Chu Hoài Cần, ý anh là... Còn có Dương Ba, phí độ nói, các anh đều cảm thấy người này chẳng có tài cán gì, ngay cả hắn trèo lên trước thư ký chủ tịch cũng phải nhiều lần nghi ngờ, Trịnh Khải Phong rốt cuộc coi trọng gì ở một kẻ tư chất tầm thường như thế. Mưu sát Chu Tuấn Mộng muốn dẫn hắn, đào tẩu trong đêm cũng muốn dẫn hắn theo anh không cảm thấy kỳ lạ à? Chu Hoài cần theo lời hắn nói từ từ mở to đôi mắt răng đầy tia máu. Chúng tôi sợ rằng chỉ có thể tra được đến đây, các giao dịch phát sinh ở nước ngoài thật sự nằm ngoài tầm tay với. Ví độ nhìn thật sâu vào mắt Chu Hoài Cần, nhấn từng chữ, anh Chu, anh có từng nghĩ tới, nếu sau lưng còn có người, nếu Trịnh Khải Phong cũng chỉ là một quân cờ. Chu Hoài Cần kinh hãi nhìn hắn. Anh biết phương thức liên lạc của tôi mà ngoài ra, tôi luôn cảm thấy thư phu nhân khóa trong kết sắt cả đời, hẳn không chỉ là một hộp thuốc trợ tim uy hiếp chu Tuấn Mậu, anh thấy thế nào? Phí độ khẽ nháy mắt với anh ta, hạ giọng nói, tôi hy vọng hoài tín có thể nhắm mắt, tôi thích tranh của anh ta. Đi thôi, tôi tiện anh. Chu Hoài Cần mất hồn mất vía rời khỏi bệnh viện, cũng không màng khách sáo một câu dừng bước với bệnh nhân bán thân bất toại. Phí Độ nhìn theo anh ta lên xe, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười mỉm hơi lạnh lẽo hắn chậm rãi quay đầu xe lăn điện, hơi suy tư mà thong thả lăn về phòng bệnh của mình. Sau đó nhìn thấy một vị phu nhân đứng ngay trước cửa. Vị phu nhân này hiển nhiên đã luống tuổi, sóng nét đẹp vui mắt vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng, mặc trang phục màu xám đậm thời thượng và phong cách, khăn lụa trên cổ làm phí độ cũng không nhịn được khen ngợi ngắm vài lần, bóng lưng lại vẫn có thể nói là yếu điều. Người phụ nữ sách trong tay cặp lồng và hoa thăm bệnh, đang nhìn vào phòng phí độ. Phí độ hoài nghi vị phu nhân này đi nhầm phòng, thế là chậm rãi đẩy xe lăn tới, mở miệng chào, xin chào. Người phụ nữ nghe tiếng quay đầu lại, hơi mở to mắt đánh giá hắn. Người đẹp thanh niên thường có, nhưng người đẹp trung niên thì khó gặp. Phí độ không tự chủ được khai hỏa lực của hãng công tử ăn chơi, nhẹ nhàng đầy kính, lịch sự hỏi, cô gái, đi thăm bệnh không tìm thấy phòng à. Đối phương giống như sừng sốt trước cách xưng hô cô gái này, nhất thời không trả lời. Cô đứng đây một lúc, tôi cũng cảm thấy phòng bệnh của mình sẽ sáng lên, phí độ đẩy xe lăn vào phòng bệnh, tiện tay ngắt một đóa hoa không biết do ai mang đến đưa tặng. Tôi tương đối dành khu nội chú bên này, cô muốn đi đâu, tôi có thể đi cùng một đoạn không? Đọc thầm Quyển 4 chương 1 cộng 1, đọc to 3 Từ khi phí độ bắt đầu có thể ăn được ít thức ăn bình thường, thì bản chất lắm chuyện lập tức lộ rõ không nghi ngờ gì, quay sang chê canh xuông của bệnh viện. Kỳ thực bản ý của ngài phí là muốn dọn đến bệnh viện tư phong cảnh tươi đẹp, thuê đầu bếp riêng, bình thường còn có thể gọi đám trợ lý xinh đẹp đến tán dóc, có việc thì cho họ chạy chân, vừa chữa thương vừa an dưỡng, dù sao thì hắn cũng chẳng cần để ý tiền thuốc men có trả được hay không. Tiếc rằng phí độ lúc ấy khí huyết hư hao, nói chuyện cũng khá chảy chật. Còn chưa nói xong kế hoạch vô cùng hoàn hảo này, Lạc Văn Chu đã tự ý quyết định thay hắn. Lạc Văn Chu nói, không thích ăn à? Được, vậy tôi nấu sẵn mang đến cho lắm tật xấu quá, sao cậu khó nuôi vậy? Phí độ đành phải khéo léo bày tỏ, chính sư huynh cũng đang què, không tiện mất công người bệnh. Lạc Văn Chu nghe hắn nói xong gật gật đầu, sau đó bác bỏ ý kiến, quyết luôn, vậy thì không cần cậu nhọc lòng nữa, cứ quyết định thế đi. Tay nghề bếp núc của Lạc Văn Chu cố nhiên không tồi, nhưng cũng tuyệt đối chưa đủ trình độ để đi thi nấu ăn, chỉ biết nấu cơm gia đình thôi song phí độ tự dưng lại vì mấy bữa cơm gia đình này mà bịt mũi ngoan ngoãn ở bệnh viện công, sau đó chính bản thân hắn nghĩ tới cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Đành phải quy cho là do hắn cả đời chưa từng được ăn cơm chùa. Vụ án chu thị, đối với đội cảnh sát hình sự là tạm thời xong một gian đoạn, nhưng điều tra kinh tế còn xa mới chấm dứt, công tác kết thúc sau đó cũng rất phức tạp. Từ khi về cục lạc văn chu vẫn rất bận rộn, hôm nay lại họp liên tục, anh thật sự không phân thân nổi, đành phải nhờ phu nhân mục tiểu thanh tới nhà xem giúp nồi hầm và lạc một nồi rồi lại phiền bà đến bệnh viện một chuyến trước khi đi lạc văn chu đặc biệt dặn đào nhiên nói một tiếng với phí độ không ngờ đào nhiên vừa gọi điện thì phí độ đã nói ngay một câu anh em đang bật loa ngoài chu tiên sinh đang ở chỗ em anh ta muốn hỏi anh để nắm sơ về tình hình đào nhiên có sự chú ý như kim chỉ nam nghe thế lập tức biến thân ngay tại chỗ tiến vào trạng thái làm việc ném chuyện mẹ với cả đưa cơm gì đó lên chín tầng mây. Tận đến khi cúp máy, trong lòng Đào Nhiên còn hơi nghi hoặc, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì. Anh suy đi nghĩ lại một phen, xác nhận chuyện nên nói mình đã nói hết, không nên nói thì cũng chưa nói gì, liền yên tâm tập trung viết báo cáo. Bởi vậy mới tạo thành thảm kịch này. Mục Tiểu Thanh nhìn phí độ sống trước mắt, trong vài giây, bà thật sự hoài nghi mình đi nhầm phòng. Lần trước bà gặp phí độ là khi hắn mới được đẩy từ ICU ra. Lúc ấy phí độ đang trong trạng thái hôn mê, mặt nhợt nhạt không có lấy một chút huyết sắc, cánh tay cắm đầy kim gầy cho xương, da lộ ra không được mấy tắc là không cuốn băng, như món đồ sứ chạm vào là vỡ, dù cho bất tỉnh nhân sự thì hắn vẫn cao mày, giống như đang im lặng chịu đựng nỗi đau gì mà mê man cũng không thể che giấu, thật sự là đáng thương quá sức. Sau đó phu nhân mục tiểu thanh lại nghe nói, lúc ấy hắn vốn có thể trốn sau đầu xe, cùng lắm là chảy ra thôi, đều vì bảo vệ thằng con xui xẻo của mình mới bị thương như vậy. Thế là bà dựa vào khuôn mặt tuấn tú của phí độ tử tưởng tượng ra một câu chuyện mỹ thiếu niên si tình bị lưu manh thối tha dụ dỗ mỗi ngày đến phòng bệnh đi một vòng, lòng mẹ thương con sắp tràn ra. Cho nên chờ sau đó phí độ tỉnh lại, Lạc Văn Chu Viện mấy cái cớ vớ vẩn vẫn chưa nói với em ấy chuyện công khai, cũng chưa đến bước gặp cha mẹ, hai người đến quá long trọng, con sợ em ấy có áp lực, không cho hai người đến thăm, vậy mà bà lại tin. Lúc này gặp người thật bà mới giật mình phát hiện trí tưởng tượng của mình đã đi quá xa. Bán thân bất toại cũng không trễ này việc làm điệu của chủ tịch phí, hắn mặc áo khoác màu xám đậm bên ngoài quần áo bệnh nhân, tóc trải gọn gàng, trên mũi là cặp kính không gọng, còn chưa nói chuyện thì trong đôi mắt hoa đào đã có ba phần nét cười trước, lại từ trong tròng kính lạnh lùng khúc xạ ra, trông mạnh mẽ mà thần bí, thật sự sắp có chút yêu khí so với cậu bé đáng thương trên giường bệnh quả thật như hai người vậy sao không giống Lạc Văn Chu nói gì hết. a à, cảm ơn, khu nội chú hơi dối, mục tiểu thanh đánh giá hắn, ngẩng đầu nhìn số phòng ngoài cửa, xác nhận nhiều lần, mới hỏi, cậu có biết một người tên Lạc Văn Chu không? Nụ cười mỉm vốn hoàn hảo của phí độ cứng đờ, hắn mơ hồ ý thức được có chút bất thường, bởi vậy hết sức cẩn thận trả lời, hửm. Là đồng nghiệp của tôi xin hỏi chị là... Mục tiểu thanh đem ba chữ là đồng nghiệp tách riêng ra nghiền ngẫm trong đầu, bằng vị giác nhạy bén của người từng trải, bà không hề nếm ra câu này có ý gì khác. Thanh niên bây giờ yêu đương đều bình tĩnh, mặt không đỏ tim không loạn nhịp như thế à. Mục tiểu thanh ngà một tiếng, sáng tỏ gật đầu, bụng nghĩ chẳng trách tên oát lạc văn chu kia hôm nay khó được để mình mang cơm còn phải lải nhảy dặn dò trước, không cho nói cái này không cho nói cái kia, giống như phí độ là loài dễ xấu hổ hy hữu đương đại vậy. Té ra hôm đó ở bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt, lạc văn chu hoàn toàn chỉ là đơn phương nói khoác thôi phu nhân mục tiểu thanh định thần lại trong lòng lập tức vô cùng vui mừng tự thấy đã bắt thóp được lạc văn chu bà không khách sáo bỏ cặp lồng và hoa xuống ngồi xuống cái ghế trước giường bệnh rất đỗi dịu dàng nói với phí độ tôi à tôi là hàng xóm hôm nay cậu ta nói có việc không đi được trùng hợp ông xã tôi mấy bữa nay cũng nằm viện liền nhờ tôi tiện thể đưa cơm cho cậu luôn đồng nghiệp còn mang cơm cho cậu mỗi ngày à Sao mà tốt với cậu thế cơ chứ? Phí Độ đối với một cái nhăn mày một nụ cười của người khác đều cực kỳ nhạy cảm, càng lúc càng cảm thấy người đẹp trung niên này có gì đó là lạ, vì thế né tránh ưm một tiếng, đơn giản tán đồng câu lạc văn chu rất tốt với hắn, lại đổi đề tài, "Cảm ơn, nhưng chị đã kết hôn rồi à?" Phu nhân Mục Tiểu Thanh biết rõ đây là một câu nịnh đầm không hề có thành ý, nhưng nhìn khuôn mặt nét nào ra nét nấy của Phí Độ, vẫn thấy cả người khoan khoái cười tít mắt nói, cậu bé này khéo miệng thật, con tôi đã cao như cây cột điện rồi. Phí độ. Cách hình dung này, nghe thật đúng là rất khỏe mạnh. Phu nhân mục tiểu thanh lòng rộng như Thái Bình Dương, có thể nuốt trường ây giờ, tuy rằng giật mình chốc lát vì sự tương phản mạnh của phí độ, xong bà mau chóng định thần lại, thoáng cái túng trí tưởng tượng bay khỏi hệ mặt trời về, thích ứng hiện thực bằng tốc độ ánh sáng dù sao bỏ những chuyện khác không nói, Phí độ trong tình huống đó cứu con trai bà, và Lạc Văn Chu lúc ấy ở ngoài phòng bệnh cảm xúc lên xuống đều là thật. Thế là bà vui vẻ điều tra đến hộ khẩu của phí độ. Phí độ không biết có phải hàng xóm tốt Trung Quốc bây giờ đều chưa quen đã thân như thế hay không, mặc dù chưa đến mức không đáp được, nhưng hắn chưa hề chuẩn bị để gặp phải cha hỏi kiểu mẹ vợ này, thể xác và tinh thần mới đấu trí với Chu Hoài Cần xong còn chưa nghỉ ngơi vẫn bị thương nặng, quan trọng nhất là hắn cảm thấy hình như mình vừa phạm một sai lầm. Mãi cũng đến lúc phu nhân Mục Tiểu Thanh đứng dậy chào ra về, Phí Độ lập tức nhân khi bà quay người đi cúi đầu gửi tin nhắn hỏi Lạc Văn Chu, ai mang cơm đến vậy? Sau đó hắn điềm nhiên giữ nụ cười mỉm, đẩy xe lăn điện ra mở cửa cho Mục Tiểu Thanh, người nhà chị ở phòng bệnh khoa nào? Để tôi đưa chị đến cửa gần nhất. Mục Tiểu Thanh trò chuyện vui vẻ, sớm quên bánh những lời tào lao mới nói, chợt nghe hắn hỏi, thuận miệng đáp khoa chân. Phí Độ ngớ ra, cái gì? mục tiểu thanh không đúng hình như không có khoa chân thế là khoa gì nhỉ khoa tứ chi khoa chi dưới bệnh nấm chân bình thường ở khoa nào phí độ cái miệng nói với nói vần này nhất định là từ một bộ gen rất giống lạc văn chu mà ra thế chị đi theo tôi sang bên này phí độ không nói hai lời dẫn bà đi đến cửa định dựng gấp một hình tượng ôn lương cung kiệm nhược xóa bộ dạng khi nãy khỏi đầu vị phu nhân này khăng khăng cùng mục tiểu thanh đi thang máy xuống lầu, như cung tiễn lão Phật ra mà đưa bà đến tận cửa khu nội chú, chỉ cứ đi về phía trước là được. Mục tiểu thanh cười tươi nói, thôi đừng tiễn nữa. Trời ơi, sao nói chuyện một lúc cậu ngược lại khách sáo hơn vậy? Phí độ mỉm cười hết sức lịch sự, nên thế mà. Lúc này, di động trên đầu gối rung nhẹ, phí độ cúi xuống xem lướt qua, thấy Lạc Văn Chu đang bận rộn nhắn lại hai chữ, mẹ tôi trong cơn gió đầu đông lạnh bút xương, phí độ dịn mồ hôi mà không biến sắc, gì đi thong thả, chú ý an toàn ạ. À? Mục tiểu thanh thở dài, ôi, làm cô gái, chưa đầy nửa tiếng, lại quay về thành gì rồi. Phí độ hết sức khó khăn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, vừa lịch sự vừa ngại ngùng nói là Dì quá trẻ, cháu nhìn nhầm, thật ngại quá. Mục tiểu thanh chỉ muốn nghe nửa câu đầu, mở cờ trong bụng lướt qua lời xin lỗi nghiêm túc, dì rất thích tán gẫu với cháu, rất nhiều năm rồi không được nhận hoa do một cậu bé điển trai tặng như thế này cả lạc văn chu cũng không có đúng không phí độ trợn mắt khoan đã lạc văn chu cũng không có là sao thông tin ẩn chứa trong câu này hơi sâu xa không đợi hắn có phản ứng mục tiểu thanh đã ném ra một câu ác hơn bà nói ha 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 phải mang về khoe ông già nhà gì mới được nói xong phu nhân mục tiểu thanh ung dung cầm hoa thong thả đi về Phí Độ, hắn mà có thể hoạt động linh hoạt một chút, chắc hắn đã quỳ xuống trước bà rồi. Lạc Văn Chu nhân thời gian nghỉ giữa cuộc họp nhớ tới tin nhắn khi nãy của Phí Độ, rất lấy làm lạ vì đào nhiên không nói rõ với hắn, hơi lo mẹ mình nói lung tung không lựa lời, thế là gọi điện lại. Sao vậy? Ngữ khi Phí Độ nghe hơi là lạ, không sao hết. Em yêu anh sư huynh à? Lạc Văn Chu biết rõ ba chữ em yêu anh nói ra từ miệng Phí Độ chẳng khác ăn cơm chưa là mấy vẫn không cẩn thận va trúng máy nước uống trong hành lang. Sau đó, chập tối cùng ngày anh ngay tại phòng thường trực nhận được một bó hoa hồng vừa nồng nhiệt vừa thẳng thắn, mùi thơm nước mũi khiến Lạc Văn Chu tích tắc hoài nghi phí độ đã làm chuyện gì có lỗi với mình. Nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của phí độ, dù muốn làm gì cũng là lòng muốn làm mà thân bất lực, anh lại bình tĩnh, vui vẻ đem hoa về nhà trưng trong thư phòng, và khi lạc một nồi muốn theo vào xem đến cùng, tàn nhẫn nhốt nó ngoài cửa, vui vẻ huyết sáo hai người đều để lại cái thóp không thể nói ở chỗ phu nhân mục tiểu thanh, mỗi ngày ôm ý xấu riêng mà chung sống hòa bình, ngược lại hài hòa hơn trước kia không ít. Rốt cuộc, qua hơn một tháng nữa, khi mùa đông đổ trận tuyết đầu tiên, Lạc Văn Chu hết què hẳn, phí độ cũng có thể xuất viện tĩnh dưỡng rồi. Trong xe mở hệ thống sưởi rất ấm áp, phí độ không cẩn thận mơ màng thiếp đi, chờ đến khi bị Lạc Văn Chu đánh thức mở mắt ra, phát hiện xung quanh không quen thuộc chút nào. Còn 5 phút nữa là đến nhà tôi, Lạc Văn Chu nói, cậu dậy trước đi, để tránh lát bị gió lạnh làm cảm. Phí độ thấp giọng lặp lại một lần, nhà anh. Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc chăm chú nhìn con đường phía trước, cố gắng nặn ra biểu cảm như lẽ đương nhiên, đúng vậy, đồ dùng hàng ngày tôi đã chuẩn bị hết rồi, lát tôi thả cậu xuống trước, cậu xem còn thiếu cái gì thì liệt kê ra cho tôi. Khả năng là phí độ đã hiểu sai, mặc nhận sự sắp xếp này, đồng thời vô thức liếm môi. Phí độ đã đến nhà Lạc Văn Chu hai lần, nền hơn 100 mét vuông tặng kèm một tầng hầm, hơi lớn đối với một người đàn ông độc thân, song mèo có thể chạy nhảy thỏa thích. Mở cửa vào nhà, hệ thống sưởi ấm áp, thốc vào mặt là mùi thịt từ bếp bay ra, một thứ mùi gia đình không phân bua gì cuốn lấy người trở về trong rét mướt, như có thể hòa tan người ta ra. Do khí tiết cách mạng của đồng chí Lạc một nồi không đủ tin cậy, trong bếp lại hầm gà, nên trước khi đi Lạc Văn Chu đã khóa trái nó trong nhà vệ sinh lạc một nồi bị sắp xếp như vậy tức sùi bọt mép, nghe thấy tiếng mở cửa thì càng cào cửa dữ hơn, miệng gầm gừ ngoao ngoao, chỉ đợi cửa vừa mở là sẽ lao tới cào nát mặt tên xúc phân kia. Ai ngờ còn chưa hành động thì lạc một nồi đã ngửi thấy mùi lạ, thắng gấp cái kết cách chân phí độ 2 mét, rồi nó trợn tròn mắt, sợ vái cứt vái đái mà cút về nhà tù tạm thời, im lặng trốn sau cửa. Phí độ như một ông thần giữ nhà, hắn vừa đến thì không còn cần đề phòng mèo nhảy lên bàn ăn nữa. Lạc Văn Chu hiếm được ăn một bữa cơm khỏi cần phải mắt nhìn lục lộ, tai nghe bát phương ở nhà, yên bình đến cảm động. Càng khiến anh cảm động hơn là, phí độ không làm trò gì, chẳng những không có bất cứ ý kiến gì với việc anh tự quyết định đưa hắn về nhà, cũng cực kỳ dễ tính, bất kể nói gì hắn đều đáp được, còn tạm thời dằn bản tính lắm chuyện xuống, không soi mói các món đồ dùng hàng ngày anh chuẩn bị. Đương nhiên, khi màn đêm buông xuống, Lạc Văn Chu mới phát hiện là mình đã cảm động quá sớm. Đọc thầm. Quyển 4. Chương 1 cộng 2. Vớt Havonsky. Bản thân Lạc Văn Chu bình thường ở phòng cho khách do phòng này và buồng vệ sinh của nó gần cửa nhất. Như thế lỡ sáng dậy muộn, anh có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ hất bay con mèo trên mặt, mặc quần áo, rửa mặt và phóng ra cửa trong vòng 2 phút. Vì thế khi anh coi phòng chủ nhà là phòng cho khách, ôm chăn nệm mới trải lên cho phí độ, hắn ta rõ ràng đã hiểu sai ý anh lạc văn chu còn chưa kịp đứng dậy thì mùi mộc hương quen thuộc đã dán tới từ đằng sau kế đó anh bị ôm lấy từ sau lưng một cái tay rất không đàng hoàng vòng qua hông anh tay kia thì nhẹ nhàng lướt qua cổ ấn môi anh thổi một hơi vào tai anh một tay lạc văn chu ong một tiếng cơ thể chưa xin chỉ thị đã tự tiện cháy nửa bên anh tóm lấy cổ tay phí độ chính bản thân cũng cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến không còn mặt mũi gặp ai lạc văn chu đừng làm ẩu Phí độ đã sớm phát hiện Lạc Văn Chu không có sức chống cự với mùi nước hoa nam hệ mục, nhất là khi chỉ còn thoang thoảng, vì thế trước khi xuất viện đã đặc biệt bảo trợ lý mang đến một lọ. Lúc này hắn làm lơ chống cự yếu ớt của Lạc Văn Chu, ngoan ngoãn để đối phương nắm cổ tay, liếm từ sau gáy anh xuống, sư huynh, anh chỉ giả đứng đắn. Lạc Văn Chu dùng mình, không kịp đề phòng bị phí độ thúc vào sau đầu gối, ngã nhào xuống chăn nệm vừa trải ngay ngắn. Tóc phí độ vừa gội ướt xuống, động thành giọt nước ở ngọn tóc, dưới ánh đèn đầu giường mờ tối trở nên rực rỡ, khiến người ta chóng mặt hoa mắt. Giọt nước bỗng nhiên thành hình nhỏ xuống, ít hầu lạc văn chu nuốt xuống theo. Phí độ lại như cười như không bổ sung một câu, cơ mà tôi chỉ thích loại, giả đứng đắn, dẫn sói vào nhà như các anh, mùi vị bình thường đều rất ngon. Cút xuống, lạc văn chu như bị ba ba tinh trung hoa phụ thể, trong lòng bốc cháy hừng hực, vẫn đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, mới ra viện đã tìm đường chết à. Bà bà tinh Trung Hoa là một loại thực phẩm chức năng từng rất phổ biến vào những năm 90, sau đó bị phát hiện là lừa đảo. Phí độ sớm nhìn ra ý chí chống cự của quân địch rất kém, chẳng thèm né tránh mặc anh đầy. Quả nhiên, sức tay Lạc Văn Chu không hề mạnh hơn con Lạc một nồi là mấy, chỉ đẩy nhẹ một cái, phí độ không thuận thế lui lại. Vậy là bàn tay Lạc Văn Chu áp trên ngực hắn liền thay đổi cảm giác, giống như không phải đang chống cự mà là đang sàm sỡ vậy lạc văn chu chạm đến trái tim đang đập của phí độ nghe nói nơi ấy từng đột nhiên dừng lại thế nên khi phí độ mới ra khỏi icu anh luôn không nhịn được lắng nghe tiếng tim hắn đập sau đó nghĩ thầm khi nào nhịp đập mỏng manh và chậm chạp này có thể khỏe mạnh lại một lần nữa bảo anh làm gì cũng được bây giờ mạnh khỏe rồi lạc văn chu ngược lại hơi hối hận rất muốn nuốt lại nguyên vẹn những lời lúc ấy đã nói đương khi anh thất thần, phí độ bỗng tới gần, cơ toàn thân lạc văn chu chợt căng lên, anh nín thở. Phí độ thoạt đầu chạm nhẹ khóe môi anh như có như không, sau đó với một chút giọng mũi, nói như thở dài, tìm đường chết có thể chết trên người anh, kết cục này rất tốt. Lạc Văn Chu thật sự không muốn nghe thấy chữ chết này, chợt tái mặt cậu nói. Thương thay một câu cổ mắng nói bậy nói bả vừa bắt đầu, thì anh đã bị phí độ bịt miệng lần này nơi môi và răng là vị chanh nhàn nhạt vị kem đánh răng nhà anh mới đổi. Phí độ biểu diễn tại hiện trường sự khéo mồm khéo miệng có thể thắt nút cuống anh đào, khiến Lạc Văn Chu tin chắc lòng mình không suy nghĩ bậy bạ phải dối tung lên, vắt cạn chút lý trí cuối cùng. Đến khi Lạc Văn Chu hoàn hồn, anh đã không nhịn được hôn đáp lại, anh vô thức ấn lưng phí độ, hai tay thoát ly đại não khống chế, bắt đầu do cơ quan khác chi phối sờ soạn người phí độ. Cho đến khi anh không cẩn thận đụng chúng sau vai hắn vừa vặn bị đè lên vết thương, phí độ rõ ràng giật mình vì đau, song người này đúng là đàn ông đích thực, vì vài mục đích không thể nói, hắn lại chịu đựng không hé môi. Thế nhưng Lạc Văn Chu chớp mắt đã tỉnh táo lại, giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên, anh bất ngờ nghiêng người một cách khéo léo, vô cùng mau lẹ đè phí độ xuống tấm chăn nhăn nhúm, phí độ còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy cổ tay lành lạnh, chỉ nghe cục một tiếng, tay trái đã bị còng vào đầu giường nhịp tim đập thình thịch của Lạc Văn Chu ổn định lại, anh đanh mặt cửa cái cổ đã cứng ngắc như đá, đàng hoàng xem nào. Phí độ nghiêng đầu lắc cổ tay, còng phát ra tiếng va chạm véo von, hắn bật cười chẳng coi là gì, anh định vừa bắt đầu đã dữ dội như thế này à. Mùi vị của loại đứng đắn giả quả nhiên có thể nói là cực phẩm, danh bất hư truyền. Lạc Văn Chu lườm hắn một cái, bực dọc cao mái tóc bù xù, đứng dậy rũ chăn, lôi đống chăn bị phí độ đè lên, nhanh nhẹn cuốn hắn thành một con nhộng cỡ bự sau đó búng đầu hắn phí độ không hướng đi này hình như không đúng lắm lạc văn chu búng đầu hắn xong lại thiết diện vô tư cách chăn vỗ người hắn vài cái ngủ đi chủ tịch phí tuyệt đối không ngờ được cảnh sát lạc tuyên bố phải treo ảnh mình khỏa thân lại là hạng đứng đắn thật hắn giống như gặp một động vật được quốc gia đưa vào sách đỏ ngay giữa đường phố sầm uất sững sờ một lúc lâu khó có thể tin nổi mà kéo còng tay trên đầu giường Lạc Văn Chu, anh để tôi ngủ như thế này. Lạc Văn Chu dĩ nhiên không định ngủ như vậy, một lát sau anh lại cầm máy sấy tóc đi vào, mở công suất lớn nhất, chĩa vào cái đầu gợi cảm nhỏ nước của ngài phí sấy u u u, động tác giống hệt mỗi lần sấy lông cho con Lạc một nồi sau khi tắm xong. Lạc một nồi nghe tiếng động quen thuộc này dòm vào qua kẽ cửa, phát hiện tên công nhân dọn phân kia đang thực hiện hành vi ngược đãi vô miêu đạo với một người khác, tức thì lo lắng, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến lượt mình vội vàng nhón chân yên ắng chuồn mất. Ngài phí bị mái tóc dài rũ rơi xóa vào mặt, nói chuyện là sẽ ăn tóc, đành phải ngậm miệng. Lạc Văn Chu làm việc này rất quen tay, chưa đầy 5 phút đã đơn giản mau lẹ xử lý xong cái đầu quý giá của ngài phí, không mấy dịu dàng vò một phát, sau đó muốn vặn nhỏ đèn đầu giường, giờ thì ngủ được rồi, ngủ đi. Phí độ nhanh tay lẹ mắt giờ bàn tay tự do còn sót lại túm lấy Lạc Văn Chu, sư huynh ơi tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi, tôi cam đoan sẽ không làm ẩu đâu. Lạc Văn Chu nhìn hắn với khuôn mặt không biểu cảm, tivi trong phòng khách đang chiếu lại một tiểu phẩm, một câu thoại hợp với tình hình vừa vặn bay vào kẽ cửa, đều là hồ ly ngàn năm, người muốn chơi trò liêu trai gì với ta. Phí độ Lạc Văn Chu Trong tình cảnh quỷ dị và âm nền quỷ dị, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lát, rốt cuộc nhận ra chỗ hài hước của tình cảnh này, đồng thời bật cười phí độ giờ khóc giờ cười nằm lên gối gối thực mềm, có mùi ngọt ngọt. Không biết là lạc văn chu rắc thư an thần gì lên đó, hay phí độ tự hành mình mệt rồi, vừa chạm gối là mí mắt đã muốn khép lại. Dưới ánh sáng êm dịu của cây đèn đầu giường, hắn giơ một tay tự do lên che nửa mắt, ậm ừ nói, vậy rốt cuộc anh để tôi đến nhà anh làm gì? Lạc văn chu trầm mặc ngồi bên giường hắn một lúc, tôi muốn chăm sóc cậu, không được à. Phí độ khượng lại, đôi mắt đã sắp nhắm lại im lặng mở ra, không phải anh đã chăm sóc hai tháng rồi sao? Lạc Văn Chu quay người lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống đầu nhìn hắn, cậu cho rằng tôi chăm sóc cậu, là vì cậu cản giúp tôi một trái bom à? Không đợi phí độ trả lời, anh đã cách chăn vỗ người hắn một phát, đồ khốn nạn. Phí độ khẽ cựa mình, còng tay trên đầu giường len kem một tiếng, hắn với mái tóc rối tung bị Lạc Văn Chu sấy phồng lên, bất đắc dĩ nhìn anh một cái cũng không biết ai mới khốn nạn lạc văn chu đột nhiên nghĩ đến điều gì hỏi hôm đi bắt trịnh khải phong vấn đề cá nhân lúc ở trên xe cậu muốn hỏi tôi là gì phí độ suy nghĩ một lúc đặt bàn tay xuống trực tiếp che khuất đôi mắt quên ở trong bệnh viện rồi không thì tôi nghĩ lại câu khác đi ví dụ như anh thích tư thế nào lúc ấy cậu muốn hỏi không phải là chuyện này lạc văn chu khẳng định sau đó đương khi phí độ cho rằng anh chuẩn bị bỏ qua vấn đề này anh lại nghiêm trang trả lời anh nói tôi thích chính diện có thể nhìn rõ mặt câu hỏi chỉ cần thử là biết đáp án kiểu này thật sự không có giá trị chủ tịch phí lúc làm ăn cậu cũng thiếu đầu óc như vậy à thế mà nhà cậu vẫn chưa đóng cửa tôi cho một cơ hội giao dịch nữa cậu thấy sao đội trưởng lạc ép mua ép bán phí độ không nói được cũng không nói không được dưới ánh đèn đầu giường ấm áp hắn lặng thinh một lúc rồi nói hứa văn siêu chính là kẻ bắt cóc giết hại trẻ em kia địa điểm hắn vứt xác thuộc về một công ty hạng mục bên dưới quỹ quang diệu do vài thủ tục không làm được mà hạng mục vẫn treo đó mảnh đất ấy cũng thành bãi tha ma an toàn bỏ hoang việc này các anh đã biết rồi tôi nói trước việc các anh chưa biết đi bản kế hoạch của hạng mục này từng đưa đến tay phí thừa vũ muốn ông ta đầu tư phí thừa vũ không chịu lý do là không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện phí thừa vũ chính là cha phí độ, người đặt nền móng cho cả tập đoàn nhà họ. Câu không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện này nghe không có gì khác thường, Lạc Văn Chu lại nghe ra điều gì đó càng sờn gai ốc hơn từ giọng nói của phí độ. Anh vô thức thẳng lưng lên, ba cậu cũng dính dáng đến quỹ quang diệu. Từng là đối tác rất chặt chẽ, phí độ giơ hai ngón tay, ý bảo đây là câu hỏi thứ hai, sau khi tiếp quản công ty tôi tra được, trước kia ông ta còn từng quyên rất nhiều khoản cho một quỹ công ích thuộc quang diệu, ban đầu công ty quản lý không quy phạm, sổ sách rất khó tra, nhưng thông qua chút ít tư liệu để lại, tôi biết được quý quang diệu này có lịch sử lâu đời, tất cả hạng mục hợp tác với họ hầu như không có lời. Khóe mắt lạc văn chu giật nhẹ. Tôi hiểu con người phí thừa vũ, cực kỳ tham lam, hơn nữa khôn khéo và tàn nhẫn, phí độ nói chậm rãi, mỗi một chữ đều như kẹt trong hỏng, phun ra rất nặng nề, lúc ấy có vài mạng mục đầu tư rất vớ vẩn, nhìn là biết lỗ nhưng ông ta hết lần này đến lần khác mắc lừa tôi thật sự không tin lạc văn chu im lặng suy nghĩ chốc lát còn gì nữa hết rồi phí độ nhún vai anh cho rằng một thiếu gia rất dễ sống trong tập đoàn rắc rối phức tạp ông ta để lại tôi chỉ là muốn đọc tài liệu mã hóa quan trọng của công ty mà đã mất gần hai năm rồi vừa âm thầm vừa công khai xử lý một chuỗi chướng ngại vật phí độ nuốt lại câu sau làm bộ rất hào hứng, ngồi dậy dựa đầu giường, đến tôi hỏi anh rồi. Anh! Lạc Văn Chu giơ tay chặn môi hắn, cậu có cần suy nghĩ thật kỹ không? Đừng lãng phí cơ hội nữa, nếu thật sự không nghĩ ra, thì tôi có thể thuật lại một lần những lời hôm đó chúng ta nói trên xe. Phí độ trầm mặc rất lâu, đôi mắt hoa đào vốn có vài phần ngả ngớn cũng trầm tĩnh lại. Hồi lâu hắn mới nói đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tuyển thủ tích cực trả lời câu hỏi như anh. Lạc Văn Chu áp sát không tha mà nhìn thẳng vào mắt phí độ. Anh có thể cảm giác được, khi phí độ bảo anh dùng vấn đề riêng tư để trao đổi tin tức, không hoàn toàn là đùa giỡn, lúc ấy trong lòng hắn thật sự muốn hỏi một câu gì đó, nhưng rất nhanh lại hối hận không muốn nói nữa, vừa vặn xe tải của Trịnh Khải Phong xuất hiện, cho hắn một lối thoát nếu phí độ chỉ muốn đùa giỡn hơi tục, có thể vừa theo dõi vừa nói, tình thế lúc đó không khẩn cấp đến mức không có thời gian nói một câu khóe miệng phí độ hơi căng lên không dễ phát hiện. Lạc Văn Chu đợi một lát, ánh mắt hơi tối đi, giọng chậm lại, được rồi, hoặc cậu cũng có thể đợi đến ngày mai lại nói. Lúc ấy tôi muốn hỏi, phí độ gấp gáp mở miệng, nói một nửa lại tự bật cười, câu hỏi này càng vô vị hơn, nếu không phải anh khăng khăng hỏi đến cùng thì tôi đã quên lâu rồi lúc ấy chẳng phải anh nói, anh không phải là một tên cặn bã vừa thổ lộ xong quay đầu đi liền hoài nghi đối phương à. Tôi chỉ muốn hỏi, anh thổ lộ lúc nào, sao tôi không biết? Cậu không biết, Lạc Văn Chu nhớ mày, tôi cảm thấy mình nói không mập mờ lắm, một người giỏi suy đoán từ dấu chấm câu của người khác như cậu, lại còn nói không biết. Cậu thật sự không hiểu hay vờ hồ đồ hả phí độ, Lạc Văn Chu thở dài, vuốt ve cầm hắn, cậu còn định nói, cậu không biết tại sao mẹ tôi mang cơm đến bệnh viện cho cậu, đúng không? Phí độ, Lạc Văn Chu nắm cầm bắt hắn ngừng đầu lên, còn nữa, hôm nay cậu theo tôi về đây là tính toán ngủ với tôi chứ chưa từng định ở lại lâu đúng không phí độ nhất thời không nói nên lời rõ ràng là hắn động tay động chân trêu chọc trước là hắn thập thò cạnh danh giới thăm dò trước nhưng khi thật sự bị kéo vào hắn lại luống cuống bản năng muốn chạy trốn thế nhưng bản năng muốn chạy mà lòng không muốn chạy hai bên giao chiến hắn nhất thời tiến thoái lưỡng nan đành phải vô cùng sợ hãi mà cứng đờ ở đó Lạc Văn Chu dùng một tiếng cười nhạo bóp chết một con đường khác của hắn. Lạc Văn Chu nói, cậu nghĩ hay gớm. Sau đó anh tự mình ôm chăn tới, vứt xuống cạnh phí độ, đệm một ít bông trên còng, tắt đèn đầu giường, đêm muốn dậy thì kêu tôi mở khóa cho, ngủ đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.